chị vào xem like. Chấm bài cho em với. Để em chấm trước cái. À. Hello các chị, các chị. Chấm bài cho em đấy các chị. Chấm cho tương tác giùm em chút xíu đi. Để khách lên em like nè. Tương tác cho em cái nữa chị. Cho em một chấm nha. Chân dẫn của em rồi ta. Sao nó có mũi vậy ta? Đó, bây giờ mấy cái mà nghiêng rồi là em đi phổ hết rồi. Mà cũng có nhiều cái sót không có đi phổ được. Các chị vào chấm bài cho em với mấy chị. Chấm bài cho em với. Chấm chào mấy chị nha. Mấy chị cho em xin được chia sẻ đi. Cho em xin được chia sẻ với. Em quên, em chưa chia sẻ. Em mới là người quên. Nhờ mấy chị chia sẻ mà cuối cùng em chưa chia sẻ. Cho em một phút chia sẻ đó. Em lên cuối cùng em chưa chia sẻ. Năng nỉ mấy chị chia sẻ giùm cái cuộc mình là người chưa chia sẻ. Một đời chưa. Quá trời ngọt ngào. Rồi em like nha mấy chị. Vẫy tay cho em cái đi. Vẫy tay cho em chào mấy chị cái. Ai đang xem like với em? Em đang xem like với em. Nè cái này cái nhẫn sapphire nè. Đây 90% là bạc nè mấy chị. Đó. Nó có PD nè. Đồng có 5% thôi. Chào cô Na Nguyễn. Chiếc này cũng đẹp nè cô. Con hay sang sang mấy chiếc sapphire, mấy tìm mấy cái này về lắm. Cái chiếc này đẹp nè. Cái màu xanh của nó xanh chứ không phải màu đen. Để con coi sao cho nó rõ cho cô xem rõ. Đây. Đó, nó màu xanh á, không phải màu đen đâu. Thấy cái ánh của nó không? Đẹp ha. Đây đầu like con bán chiếc này 450 nè. Đó. Chị nào lấy chiếc này thì lên mã 450 giúp em nha. Ủa anh đem cái cây đo, có cây đo đó không? Cây đo nãy đâu rồi anh? Anh nụ. Mẹ em đo nhẫn rút nó rớt cái cục pin ra là khỏi đo luôn. Đây 16.4 nha mấy chị, ni nhẫn là 16.4. cái viên sapphire này nè,
chiều dài của nó là 6 ly á, chiều ngang của nó 4 ly, 64 450 chiếc này nè đó. Màu xanh nha, đó là sapphire xanh. Đây. Viên này nó mà rời là con nóng vỉ không bán liền nè. Tại nó đẹp. Cái nét cắt nó đẹp mà giá cắt nó đẹp mà cái ánh nó cũng rất là đẹp nè. Cái viên này mà ống vỉ bán thì rẻ không phải là 800 ngàn một viên. Lấy cục viên. Đợi uống xíu nha mấy chị. Đầu sạc pin cái. Đây, sáng bừng. Trước nó hết pin mà không biết. Thì tưởng đâu nó bị mờ, nó bị gì rồi. Đây, cho mấy chị xem cái màu xanh của đá sapphire này. Đây. Cái viên này rất đẹp nha mấy chị. Đó, em bán chiếc này đầu lai 450 nha. Sapphire bạn. 450 chiếc này nè, 450. Chị nào lấy lên mã 450 giúp em. 450 chiếc này. Em chào 10 chị đang xem like nha, mấy chị xem like chấm bài giúp em với. Anh ngồi em kiếm cho em cái tiết ở đây đi. Để lên bàn đó thôi, hai đứa nó không biết cái này hết mực rồi. Rồi em like nha. Đây, chiếc này đẹp nè. Ông bên đây nè, bên có những chiếc này nè. Đến hàng bên đây. Đây chiếc này đẹp nè mấy chị. Chiếc này là bạc đúc nặng lắm. Chiếc này rất là nặng bạc, dày, nặng bạc. Dày cực kỳ dày luôn, nó là vàng, nó xi vàng hồng. Ở đây nó có tổng cộng là 12 viên kim nè. Đó. Tổng cộng 12 viên kim. Ở đây nó có khắc thông số nè. 925 với 0,12. Hiệu của nó là IAI nè, đây là một chiếc nhẫn bạc hiệu. Em chào chị Thùy Dương áo dài. Có, em mua mấy cây lận mà để đâu rồi. Đây, chiếc này ni tai nó to nha. Ồ, cũng không to lắm. Bình thường 16.7. Ni tai của nó là 16.7. Cái này sắp hết pin này nè. Mười sáu chấm tám là vừa chiếc này nha mấy chị. Chiếc này nó có đính 12 viên kim nhỏ nè, nó có thông số trên chiếc này luôn đó. Em bán chiếc này cho mấy chị 900k chiếc này nha, bạc đúc dày, bạc hiệu, có đính 12 viên kim. Đây, 900. Thông số kim bên đây nè. Bạc với thông số nó nằm bên đây nè, 0,12 nè. 900 nè. Đây, một cái mặt trai khắc silver nè. Đây, mấy chị lên mã tặng cho em nha, em tặng cái này. Em tặng cái này. Mặt này nó cũng dễ thương. Viên trai nó ánh hồng cam cam. Chai Akuya chai thật nha mấy chị. Lên mã tặng cho em này. Bum bum. Sao người ta bị mất comment rồi.
không thấy bình luận của ai hết. Bên em nó đứng rồi. Đây. Đây là một chiếc nhẫn ruby nè. Đây là nhẫn ruby nha chị, mấy chị. Một cái này là ruby tự nhiên nha. Đó, em bao cho mấy chị nó là ruby tự nhiên. Cái kiểu nhẫn của nó cũng rất là đẹp nè. Đó. Cái này nó được si kim rồi nè, chiếc này si kim rồi. Đi tay 16.4. 16.4. Em đang lay bạc nha mấy chị. Bạc là em cái nào không phải bạc là em báo, còn lại là bạc hết. Đây, ruby. Ruby hồng. Hồng đỏ. Cái màu nó tươi đẹp lắm. Cái viên này nó rất là tươi. Chiếc này em bán cho mấy chị 800 nha, tại vì cái viên ruby này nó rất là đặc biệt. Cái viên ruby này đẹp lắm. Đây. Kiểu nhẫn của nó cũng rất là đẹp, mà cái hộp ruby nó đẹp. Còn đây là sapphire nè. Đó, cái viên này là viên sapphire. Đó, mấy chị thấy nó chiếu không? Đây. Đó, sapphire nha mấy chị. Sapphire xanh lá cây. Cũng là đá tự nhiên luôn, không phải là hàng tổng hợp hay là hàng gì đâu, nói chung là sapphire tự nhiên. Này, chiếc này em cũng bán 800 luôn nè. Đó. Hai chiếc nào cũng 800 đó. Rất là đẹp nha. Chiếc này đi tay nhỏ hơn. Cái này đi tay có 15-6 thôi. Cái này dành cho mấy chị tay nhỏ nhỏ. 15-6. Lên tay đẹp dữ sợ. Mấy cái này mấy chị mang Tết là xuất sắc luôn. Chiếc này thì chiếc này mang lên màu Tết đỏ tươi luôn. Chiếc này thì đẹp. Chiếc này lên mùa xuân. Không, hàng 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 về đợt này không có nhiều. Mà mấy cái ấy em mấy là khách chốt. Còn chiếc này là một chiếc hà bạc hiệu 4C nè. Như hôm bữa cô Na Nguyễn hỏi con 4C đúng không? Đây có chiếc này 4C nè cô. Mười sáu chấm bảy. Đây, cô lấy chiếc này, cô tính cô chiếc này 300 thôi. Đó, 300 nè. Chị nào mở hàng cho em lấy chiếc này 300 nha. Đây là một chiếc bạc hiệu 4C nha mấy chị. Hiệu 4C. Đây. Ai lấy này mở hàng giúp em 300. Chấm chấm tương tác cho em đó mấy chị. Chấm tương tác cho em đó. Đây. Chiếc CZ này cũng 300 nè. Đó. Dạ em chào chị Tường Khanh. Chiếc này 17.2. Chiếc này cũng 300 luôn nè. Chiếc này thì cái viên chủ CZ nó thì đẹp. Đây. 300 luôn. Hai cái chiếc này hôm trước em vừa bán vừa tặng nè. Một cái chiếc thì nó nó không khắc hả? Ok, nó không khắc. Thôi để em lên mã tặng nha. Đây. Chị nào lấy cái chiếc này thì lên mã tím cho em nha. Đây, đá nó là đá thạch anh tự nhiên nha. Chiếc này nó lửa nè, các chị thấy không? Tím nè. Nào lấy lên mã tím cho em. Này, cái này là một cái mặt bạc nè, hình trái tim, đính một cái viên CZ to lùng luôn. Đây em bán đây 925 nè mấy chị. 250, 250 nha. Lên mã 250 giúp em. Đó, 250. 250. Nên mấy cái này hôm nay em sale cho mấy chị. Đây.
550. Đây chiếc này đeo quấn út nè, nó rớt một hộp mà em bán 100k nha, 100 nè, chiếc này đeo quấn út. Rớt một cái hộp nha mấy chị. 100k, 100. Sao không thấy ai tương tác vậy? Còn chiếc này, cái này như là pha lê thôi, kiểu chơi chơi thôi, em cũng tặng luôn nha. Chị nào lấy thì lên mã pha lê cho em nha, pha lê em tặng nè, hai chiếc này tặng nè. Cái này tặng luôn nè, đó, ba mã tặng. Dây này em bán 200 nha, 200k dây này, cái này trai trứng nha mấy chị, da thật nha, trai trứng ánh cam. Đây, 200k dây này, 200 dây này. Trăm nè, trăm cái này nay em sale 200 luôn nè. Đây thạch thạch anh và trai thật nè, đó dây này em cũng bán 200 nha, 200 luôn nè, 200. Chị nào lấy lên mã số 1 cho em cái đó đi, mã số 1 để lộn với mã kia, mã số 1 nha. Có chị nào thích dây bạc không, không? Em lên dây bạc nè. Đây, em có một mớ dây bạc nè. Chị thích lên thì em lên. Sale. Đâu một cái mặt ba bê này ta. Cái này hai cái. Em có một cái mặt trai sau si nè, cái này nó cũng chiều ngang của nó là 12 ly 3 nè, chiều dài của nó là 13 ly 7 nha, còn đường kính của nó là 12 ly rưỡi, 12 ly rưỡi. Đây cái viên này là nó có tỳ nha mấy chị, đây nó có tỳ nha, nhưng mà vẫn bóng đẹp mà nó có tỳ. Đây em bán cái viên này cho mấy chị 350 nè. Ai lấy lên mã 350 cho em nha, 350 viên này. Nó vẫn bóng đẹp nhưng mà nó có tì. Đó, em cho mấy chị coi rõ ha. Đó. Cái mặt trên đây là bóng đẹp lắm nè. 350 nha. Mấy chị làm nhẫn hay làm gì mấy chị bo lại như vậy là đẹp nè. Đó. Hình bọc lại á. 350 chị cái viên này. Hello Nhung Quốc. Đẹp không? Mà mấy cái chiếc này nó to to với em à. Cái này đẹp nè. Cái này ruby tự nhiên nè, mà nó lên cái màu đẹp cực kỳ. Cái này mang Tết là xinh lắm luôn. Chào chị Ngọc Ánh. Những bạc 900 em có hai chiếc này nè. Chị lấy chiếc nào, chiếc đỏ hay chiếc xanh? À, chiếc này 800, chiếc này 900. Đây, chiếc đỏ đúng không? Chiếc ruby này chị. Đây cái ruby nó cắt ghét này chị thấy không? Em bao chuẩn hàng tự nhiên cho chị nha. Chị yên tâm. Ly tai 16 ly 4. Hàng tự nhiên. Dung mua mấy cái này là hàng đá là em nhìn riết em quen rồi, em nhìn em biết cái nào nó tự nhiên, cái nào nó xử lý à. Cái nào nó tổng hợp là nhìn là biết liền. Tại tổng hợp bình thường nó đẹp lắm.
thành phần tổng hợp nó mượt mà rất là đẹp. Nói chung nhìn quen là biết mấy chị. Đây, chị nào lấy mở hàng đi, em tính 800k nè. Đó, cho nó đoàn bằng giá chiếc màu xanh nè, hai chiếc. Chiếc nào cũng 800 đi. Đó. Chị nào lấy chiếc ruby thì hời hơn, chiếc ruby đẹp hơn. Ruby quý hơn, nó to đùng, cái viên nó to mà nó đẹp. Mà em bán thì em đã bao hàng tự nhiên thì mấy chị cứ yên tâm. Tại vì em bán hàng không có ấy, nói chung là không có bán hàng tào lao đâu, nhưng bán là uy tín đó chị. Bạc là em báo bạc, không phải bạc em báo không phải bạc. Tự nhiên em sẽ báo tự nhiên vậy đó. À, chiếc này 900 nữa nè. Chiếc này nó có 12 viên kim nha. Đó. Rất là dày, rất là đẹp, nó là nhẫn hiệu á. Nó có đính thông số kim trong đây nữa nè. 925 với 0,12 là thông số kim á. 0,12 là cho 12 viên kim bé này nè. Những này 900 nè. Còn hai chiếc này là mỗi chiếc 800 nè. Chị nào lấy lên mã đỏ 800, mã xanh 800 cho em nha. Đỏ 800, xanh 800. Còn mã này là 900 nè. Chính cái viên này 12 viên kim lận. Cái này thì nó là 10 16.7. 16.7 nè. Cái màu xanh thì nhỏ 15.5. À, Dung Quất cái này 15.5 em vừa không? Còn màu đỏ thì 16.5. Bạc chị, em đang like bạc nha. Bạc. Bạc á. Nhẫn ở đây là bạc hết á. Cái nào không phải bạc em báo. Hai chiếc này là tặng nè. Chị nào mà hai chiếc này thì không có khác gì hết á, không phải bạc đâu. Hoặc là silver thôi. Em coi lại coi nó có khác mà nó bị mờ không. Thế nhưng mà em tặng nha, chị nào lấy cái này lên mã tròn đi, cái này là lên mã pha lê đi, cái này pha lê, còn đây thạch anh nè. Đó, cái lửa đá này mấy chị thấy không. Mã tròn này em tặng nha, mã pha lê này em tặng nè. Còn những đỏ này là bạc đính ruby, còn những xanh này là bạc đính sapphire, sapphire tự nhiên luôn đó. Sapphire với lại đá CZ. Còn chiếc này là bạc hiệu, bạc hiệu đính 12 viên kim nè. Đây tháo có thông số trong đây đó, 900 mã vuông. Mã vuông là cái nào chị? Em đâu có đọc cái nào mã vuông ta. Có mã đỏ, mã xanh với mã 900 mà ba chiếc này à. Chị Thảo Dương mã tặng tròn nè. Chị Thảo Dương chưa tìm được cái viết cho em hả? Mặc hiệu là ni 10 à, em đo xong em cũng không nhớ nữa mấy chị. 16.7 chị, 16.7 nha. Đó, mấy chị nào mà tay như ấy mình đeo món này cũng đẹp nè. Đó. Tết rồi mang mấy cái này đẹp nè mấy chị, cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng, bông hoa đồ nè. Đó. Cái này là vàng hồng á, nó si vàng hồng á, bạc si vàng hồng. Đeo lên cho mấy chị thấy. Em chào chị Vân Thanh, có chị có dây bạc mảnh nè, em mới đưa ra nè, đây cho mấy chị lựa. Đây. Đây này em sale, em có nhiều em sale cho mấy chị nha. Chị nào lấy thì lên mã cho em đi rồi lựa
lựa lựa mẫu nha. Em bán 150 một dây nè. Rồi, chị nào lấy mẫu nào thì em cho lựa, lên mã rồi em cho lựa nha. Chị nào lên mã trước thì lựa trước thôi. 150 nè. Em cũng có mấy sợ là không có gì đâu. Nè, mua sợi dây bạc mảnh cộng với cái này là đẹp nè. Đây. Đó. Cái này em bán cho mấy chị 150 luôn, 150 luôn nè. Bạc nha. 925 nè. Đó. Mặt tim này 150 nè, cộng thêm dây bạc 150 nó cộng dây chuyền 300 đẹp. Mấy cái mẫu dây mảnh này là em có vài mẫu thôi nè. Ba cái mẫu thì nó gần giống nhau nè. Nè. Cái này mảnh nè, kiểu nè, này mảnh nữa nè, này mảnh theo kiểu dạng giống như dây dây mì dây gì đó. Đó, này vàng, còn này là mảnh 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 nhuyễn luôn nè, mảnh vàng nè. Dây số 1 nè. Dây số 2. Dây số 3. Dây số 4. Dây số 5. 5, 6, 7, 8 là nó giống nhau hết à. Đó. Rồi. Cái màu vàng này dây số 9. Cuối cùng là dây số 10. Đó. Em có 10 dây. Các chị thích coi số mấy báo em lấy ra cho. Quay em kỳ vậy, đợi em xíu em đổi cam lại đây. Chị thường thanh dây số 4 mà 1, 2, 3, 4 cái dây này đúng không? Để chị nó không rối nữa chị, còn tháo ra là nó rối bơm hết rồi. Đây, dây bạc 925 nha. Đây chị. Nó có tăng đơ rất là dài nè. Nó mình thích ngắn dài thì mình thâu ra thâu vô ok. Đây. 150. Ok ha chị. Nó đo hết dây luôn ha, đo cộng dây tăng đơ luôn đi. Cho chị tới 4 hết dây là nó khoảng 47 chị. Đo hết dây dây luôn là 47. Dài 47. Chị ok thì lên mã 150 cho em nha, 150. Rồi, chốt cái dây này cho chị Tường Thanh. Có chị nào lấy dây mảnh nữa không? Để em để nó lên nha, cái này nó dễ rối lắm. Ôi, giờ sale cái gì cho mấy chị đây? Cái này. Đó, chị nào thích cái này em sale cái này luôn cho. Đây. Em sale cái này còn
350 nha, 350 nè, 350 nè. 5 viên sapphire cực kỳ đẹp luôn. 5 viên này là nó trong mà nó lánh rất là đẹp nha. Ba trăm rưỡi. Cái này cũng là viên sapphire nè. Đó. Sapphire nè. Dạ, 350 cho chị Thường Khanh nè. Chiếc này nó không khắc nhưng mà em cũng bao bạc nha. Đây. Chiếc này em bán 250 thôi, 250. Ni tai là 17.3 nè. 250 chiếc này. Mấy chị mua đá thì mấy chị phải coi cái độ lấp lánh của nó đó, nó dùng cái độ ánh của nó khi mà nó ấy. Dạ được chị. Em lên chị xem. Đây. Rất đẹp. Rồi, em gắn vô luôn nha. Để gì cho chị? Đây là si chin nè. Đẹp. Mẫu nhẫn dày dặn nhìn đẹp. Cái này em bán 300 đi, 300 nha. Nó to rồi. 17.5, chiếc này 17.5 nè, 300. Chiếc này viên ruby nè, chiếc này em bán 300 luôn, 300 ruby nè. 16.9. Này cũng là ruby tự nhiên luôn nè. Mà cái màu ruby của nó thì nó không, nó hồng. Cái ruby này thì đỏ, ruby này thì hồng. Cái topaz này em bán 300 luôn nha. Topaz 300. Cái này ruby nè. Cái này là topaz nè. Em bao mấy hàng này lá tự nhiên hết nha mấy chị. Hàng này hàng sapphire nè. Em chích luôn một lượt cho mấy chị dễ nhìn. Đó. Này tua. Xin xin nè. Đó, mà nó lên chậm hơn thằng kia. Xin xin nó lên chậm ta. Đây. Nó khoảng mức 8 nha mấy chị. 7 8. Lên tới mức 8 à. Đây sapphire nè, sapphire này 450 nè. Cái viên sapphire này đẹp nè, nó xanh. Đó. Sapphire này 450 nè. Còn cái mặt này là đá CZ, đính ở trên đây là một viên sapphire nè. Đó. Cái nào phần chích em chích luôn một lượt. Cái đây em á thì em không biết coi ngờ, mà theo mấy chị là ngờ thì mình soi đèn vô nó sẽ ra, soi đèn trắng ra thì nó sẽ ra màu hồng này nè, đó người ta gọi là ngờ huyết đó mấy chị. Đây nè.
Đèn này là đèn trắng nha, mà khi ôi lên là nó sẽ ra màu đỏ nè. Đó. Đây là một cái bông cúc kim cương đây, rất là đẹp nha. Đó, về mấy chị làm mặt dây mặt lắc đó, cũng rất là đẹp. Tay to chút, tay em nhỏ quá không hợp. Đây, em bán cho mấy chị cái này 300k thôi, 300 thôi nha. Đó, 300 thôi. Về sưu tầm cũng được. Nói chung mấy cái này thì nó cũng theo phong thủy thì nó tốt. Có chị nào lên lắc không? Đây, em có một cái mớ đá granite để lên lắc được nè. Đây, 6 viên. Này lên lắc đẹp nè. Đây, viên nào cũng đẹp nha mấy chị. Đây, lửa. Granite hiện tại bây giờ nó đang rất là hút hàng. Sáu viên tổng cộng. Là một cái lắc rất là đẹp. Đây. Thường mấy viên này là phải 200k một viên đó. Chị nào lấy hết thì em tính 900 nha, 900 luôn này. Cho mấy chị xem một viên nè. Để các em lấy cái đồ lắp đá này. Bắt cái tay là nó đây cho mấy chị xem đó. Này bình thường sẽ là 200k một viên, chị nào lấy hết 6 viên này thì em tính chấm 900 nha. 900 mặt ngọc hả? Em không có, không có mặt ngọc. Có mặt ngọc, có mối viên này, kim cương, kim tắm này để em lên hàng. Em có viên lục bảo nè, anh có lấy viên lục bảo này không với em bán ạ? Anh lấy em bán nha, khách để lại thì để, còn không em bán. Còn mấy cái đá này đẹp đẹp là sưu tầm để lại cây gấp đá của em rồi. Đây em có một cái viên ngọc bảo nè, cái này là lên những nam cũng được nè, lấy cũng được. Xin chào chị Jessie đó, chị nào lấy em bán cái viên này cho mấy chị 500 nha. Đó, đây cái cạnh này nó đó, nó có một chút xíu nè, thấy không? Nhưng cái nào có em báo chi tiết cho mấy chị hết. Cái này do lúc mà gỡ đá ra nè, gỡ đá ra nó ấy, mấy chị bọc nhẫn lên là không gì hết, nó trong, nhưng mà viên này trong đẹp. Em đo cho chị Tường Thanh lấy này, viên này là 68 nè, số đẹp luôn. À, số quá đẹp. Cạnh 68, cạnh 66. Lộc phát gì không à? Nói chung cái viên này số số VIP ạ. Lộc phát phát lộc gì không? 68 66. Ok không chị? Đó em đo đó. Một cạnh là 68, cạnh 66. Này. Ok lên 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 ok cho em nha. Số đẹp á, chị nào mà thích phong thủy là số này đẹp á. Dạ nó nhạt nhưng mà cũng không phải là nhạt, nó nhạt hơn cái viên hôm bữa chị chốt, cái viên hôm bữa chị chốt viên đó là quá đẹp,
cái màu nó quá tự nhiên quá đẹp đi. Còn thường thường lục bảo là nó nhạt chứ nó không có đậm. Đây sao nó mờ ra, đây có viên nào xanh xanh không, soi chị xem. Nó nhạt mà cũng không phải mà nhạt 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 lắm, nhạt nhưng mà cũng cũng ok. Chung viên này 500, còn nếu mà nó đậm nó ấy nữa là viên này người ta tính theo CT nhiều tiền lắm. Cái cạnh vuông của nó người ta cắt lên kỳ ta, điện thoại này nó mờ mờ. Dạ viên này 500 mà chị Tường Thanh chỉ đang chốt thôi mấy chị, để em hỏi chị có ok chị lấy, còn không mấy chị cứ lên mã. Cái nó là hình vuông, cạnh của nó là một cạnh là 6 6 6 8, một cạnh là 6 6, 6 ly 8 với 6 ly 6 đó. Nói chung là viên này chị nào thích phong thủy là quá đẹp luôn. Chị Trần Thanh lấy không chị? Nếu lấy thì chị ok giúp em nha. Chị không lấy thì em để cho chị Minh tỉ muội nè. À rồi chị Tường Thanh lấy rồi, chị Minh tỉ muội ơi. Nãy chị chốt mã rồi đó, mà tại chị đang hỏi em cái màu. Cái này của chị Tường Thanh 500. Dạ rồi em cảm ơn chị Tường Thanh. Em không có bán lục bảo đâu. Lâu lâu em có một viên em để dành rồi em dụ ông xã em hỏi ông xài, ông xài em bán. Cái cá viên này cũng vậy nè. Dạ không, em thường em không có bán lục bảo đâu. Anh Chị Minh tỉ muội. Hôm hôm trước chị có hỏi em cái PD đó không ta? Hay là chị nào hỏi em quên rồi. Em nói để em nhắn mà em quên chị đó. Hỏi em cái đá PD đó này nè. Nè. Sapphire nè, mà hình hạt thấp. Đó. Kim tắm à, kim tắm con không có bán, kim tắm con để lên hàng, cái này là cái bịch đồ con lên hàng á, trong đó có cái viên lục bảo con mới lấy ra. Kim tắm đây rất là nhiều, mà kim nào kim lấy trắng trong luôn nè mấy chị. Sapphire viên to hả? Sapphire viên to nghĩ em hết không có một lô trong hộp. Ủa anh còn viên Sapphire nào không anh? Sapphire không? Nói luôn à. Thì Sapphire cũng nào không được cho em coi đâu. Có viên nào to to không? Dạ không, em không có bán kim tắm. Em đâu còn hai viên nữa đâu. Chọn đây nữa hả? Hai viên này nhiêu qua rồi. Hai viên này làm bông được thôi chứ không có to. Không có hai viên này để làm bông thôi mấy chị. Đây cái giác cắt của này nè mấy chị thấy không? Đó. Em còn hai viên này để làm bông thôi. Chị nào mà muốn lên lên bông thì em để cái này lại cho mấy chị 500k một viên nha, chứ em không không có nhớ giá, nhưng mà nó chỉ có tầm tầm đó trở lên thôi chứ không dưới đâu. Để nó là dạng cái giác cắt rất là đặc biệt nè, mấy chị thấy cái ánh của nó không? Em bao chuẩn hàng tự nhiên cho mấy chị. Đó. Rất là đẹp, cái này lên bông rất là nổi luôn nè. Nhà em còn viên topaz với hai viên sim nè. Hồi đá em nhiều lắm. Đây nè.
Có chị nào thích Oban không? Đây nè, đây có mấy viên để bán. Sapphire to là mặt nhẫn em không có rồi, hết rồi mà không có nữa. Hôm trước em có hết hàng rồi, có Oban nè, Oban topaz, cái này là topaz nè. Các chị thấy cái màu topaz này đẹp không? Đó, em có hai cái viên topaz này màu. Bình thường topaz nó chỉ có màu này thôi, cho mấy chị xem, nó chỉ có màu này thôi. Mà bình thường là màu này thôi là đã đẹp. Đây, cái topaz bình thường cái màu này thôi là đã đẹp rồi nè, các chị thấy không? Còn hai cái viên topaz này nó màu nó như thế này. Hàng tự nhiên nha, em bao hàng tự nhiên nha. Đây viên này bên trong đấy nó còn có một miếng cặn trong đây nữa nè. Đó, các chị nhìn kỹ, nhìn bình thường sẽ không thấy nhưng mà nhìn kỹ là sẽ thấy được bên trong của nó. Đó, cái màu tô bé này nó rất là đẹp luôn. Em có hai viên, mà hai viên này nó không bằng nhau luôn, viên to viên nhỏ. Đây, còn này là opal nè. Các anh chị nào lấy em tính 400k một viên nha, em còn vài viên nè. Chị nào lấy lên mã 400 cho em nha. Rồi em đưa lên cho mấy chị lựa, thích viên nào thì lấy viên đó thôi nha, đồng giá 400. Em còn 1 2 3 4 viên. 5 viên. Đó, em còn 5 viên Oban. Cắt giác. 5 viên Oban đen cắt giác. Không, cái này thằng này thằng tourmaline này mới là garnet này. Đá tự nhiên mấy chị để ý là nhìn kỹ là mấy chị sẽ thấy được cái tạp chất cặn đá gì nó bên trong của đá đó. Còn mà đá mà xử lý đá đá gì đó, đá nhân tạo là nó rất là trong là đẹp, nó không có ấy. Mà thường mà mấy chị thích đá mà nghiên cứu về đá, thích đá rồi là đá tự nhiên thì nó tốt, nhiều năng lượng, cực kỳ nhiều năng lượng. Em một có một cái viên Ganet này em bán 500 nè, chị nào lấy viên này. Viên này đặc biệt nha. Này là lên những nam cực kỳ đẹp luôn, còn nữ thì những nữ nhưng mà mấy chị thì hết to to, còn không mình làm mặt dây. Đây, lửa. Đó. Em là không có chùi dầu bóng dầu gì hết trơn, nó giống vân tay của em thôi. Chứ bình thường mà mấy cái đá này người ta hay ngâm dầu á cho nó đẹp, cho nó bóng á. Còn này là đá về sao em để tự nhiên vậy luôn nè. Đó, mấy chị thấy cái viên đá không? Đây. Chị nào lấy em bán viên này 500 luôn nè. Màu đỏ chị, Ganet mà. Màu đỏ. Đây. Lửa nè. Đá là mấy chị lựa là phải lựa mấy cái viên đá nào mà nó phải lửa nhiều. Nó mới đẹp. Khi mấy chị lên mình hàng rồi, mình lên một cái nhẫn hay cái gì khi mà xây lên là đó, mang vào nhẫn thì nó như vậy nè, kèm với lại đá 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 tắm á, hoặc là kim tắm lên là tuyệt đẹp luôn. Đó. Còn mấy cái viên đá mà nó chai chai lì lì, nó có một màu á, lên nó không có lửa thì nó xấu lắm. Em kiếm được có viên nào đó nó lì lì em cho mấy chị xem. Mà đá em lựa đá nào nó cũng đẹp đó à, không có. Bình thường mình so đây, cái viên này nó không cắt giác nè, mặc dù nó có lửa nhưng mà nó không cắt giác nè, mấy chị thấy không? Ừ. Đó. Còn viên này viên tròn thôi. Đây lửa nó nè. Quá đẹp. 500 nè. Viên này to nha. Viên này to hơn cái viên lục đoạn lục bảo hồi nãy nhiều á. Ừ. Còn viên này viên viên Oban nè.
lên đèn là mấy chị sẽ thấy được cái ánh lửa của nó như vậy nè. Còn bình thường không có đèn á, bình thường mấy chị nhìn thì nó chỉ có lửa mấy cái đường này thôi. Đây, để xa xa cho mấy chị thấy rõ nè. Đó. Nhưng mà đó, nó có ánh sáng mà dọi vào á là rất cực kỳ lửa nè, viên này mạnh lắm. Viên này gọi là lửa mạnh. Viên này em bán 700 nha, viên ngô ba này em bán 700 nè. 700 viên này. Đó. Này lên mặt nhẫn cũng đẹp. Viên này cũng to. Viên này tới 14,6 nhân với 11,3. Đó. Đẹp ha. Chị nào lấy viên bích này không? Viên bích này đẹp nè, em tính viên này 200k nè. Bích nha. Viên này mới, chưa sử dụng luôn nè. Trong veo. Nó vẫn có ruồi đó mấy chị, nhưng mà nó ít đây. Đó, mấy chị thấy gì rõ hơn nè. Cái bích này là dạng bích lão, bích nó cái màu nó đậm, xanh đậm, không phải cái màu lợt lợt xanh nhạt nhạt mới bích giờ đâu nha mấy chị. Mình tỉ mũi lấy viên nha nét à. Đây chị. Em lao cái hộp. Đo lại luôn cho. Bóp tay nha. Có gì về chùi lại. Chiều dài của nó là 10 ly 2. Chiều ngang của nó là 8 ly 3. Chiều dày của nó là 5 ly 7 nè. Đây. Này của chị tỉ muội nè, 500. Vẫy tay móc cho em nha. Đây, 500 nha chị. Vẫy tay giùm em với. Chị tỉ muội nè. Em có mấy viên đẹp đẹp lắm mà em để dành. Mấy cái này là mấy cái này là để em đi mài nè. Cái này là để đi ấy bóng lại thôi. Đây là Oban nè. Oban nè. Trắng ngọc vàng. Trắng chị lấy Oban không? Vàng thì em có si chin thôi. Cho mấy chị xem cái video Oban của em nè. Cái này em không có bán. Hai viên này cũng vậy. Hai viên này là hai viên tua nè. Hai viên VIP, cực kỳ VIP. Chi chin là chị, ok. Chi chin là chị lấy. Đây, em cho chị một combo luôn.
cho chị ta hồ lựa. Hay chị muốn lấy xi chin đóng vỉ không? Xi chin kiểm kiểm định như vậy nè thì nó sẽ chắc ăn hơn. Đó. Mấy cái này là em cũng đá đó mà em lên đóng vỉ lên nè. Đấy. Chị mua đá rời thì nó sẽ rẻ hơn thì nó không không có mất cái tốn phí kiểm định. Ừ. Xi chin vuông nè. Xi chin tròn. Xin to nhỏ gì em có đủ hết. Chị có muốn lấy luôn một cái combo không? Lấy hết thì em vừa bán vừa tặng cho. Còn lấy viên rời thì lấy viên nào thì báo em. Nè mấy cái viên này mấy chị lên một cái lên một cái nhẫn nhỏ nhỏ hình giọt nước là đẹp lắm luôn. Lấy hết đi em tính 100k một viên đều. Cứ điểm viên thôi. Viên nhỏ em tặng cho, khỏi tính tính viên to thôi. Ok không thì em đếm nè. Em chích luôn cho coi. Chích cho từng viên luôn. Một viên nè. Hai viên nè. 3 viên nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, tính 10 viên nha, còn 3 viên kia em tặng. Đó, em bán đá dễ lắm, nói chung là cái nào em thích thì em sưu tầm thôi, còn cái nào cần bán để ra hàng là em bán rẻ lại hết, thì em lấy vốn mấy cái em sưu tầm mấy cái hàng em bán trước rồi. Đó. Còn lại mấy cái này là em bán rẻ hết. 2, 4, 6, 8, 10 viên là 1 triệu nè. Em tặng cho 3 viên nhỏ này. Nó nhỏ nhỏ chứ cũng không nhỏ xíu đâu. Đây hai viên này là một cặp bông đẹp nè. Màu vậy. Đó. Là em tặng hai viên này với một viên nhỏ nè. Viên nhỏ giọt nước là 3 viên. Tổng cộng 13 viên nha. Đấy. Rồi 1 triệu nha chị. Lên mã 1 triệu cho em. Chị nào muốn đá rời nữa không em còn kìa. Lên mã lên, lên à chích không em chích cho. Em chích không? Lên nữa. Chích không em chích từng viên cho. Đây nào. Máy của em nay nó hết pin rồi sao ta? Nói chung là siêu chin nó lên mức 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 8 mức 9 đâu, không mức ấy hết á. Rồi, cái này nó hết pin này nè. Nói chung là tới mức 8. Đây. Bình thường là nó lên đó, nhưng mà tại vì nay nó hết pin rồi. Nó lên yếu xìu à. Mà nó chạy lên như vậy là nó lên à. Đó, chị yên tâm. Nó cứ lên từ từ là nó lên hết à. Còn cái nào nó không lên là nó đứng yên hết. Cái mức 5, mức 6 là nó đứng yên à. Còn mấy này là nó lên từ từ lên hết à. Đây. Ba viên nè. Có những kim tự nhiên. Có chị. Em chào chị Quế Trà. Em có nè. Rồi lên những. Mỗi hôm đeo một cái. Cái này chị làm mặt mặt dây hoặc lắc á. Chị lựa mấy cái bằng bằng nhau làm cái lắc ba hạt bốn. Ba hạt cũng đẹp. Nè. Chị có muốn lấy trong đây không? Lấy thì em tính rẻ luôn cho. Mấy viên khủng khủng em lên vỉ hết rồi. Em còn nhiêu đây đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viên. Đó. Em còn tổng cộng là 7 viên. Đó, chị nào muốn lấy vỉ báo em nha. Đây là những cái viên khủng không nè. Đó, những viên to to mà đẹp đẹp không. Viên này là nó cắt giác lạ lùng lắm, nó cắt cái nét cực kỳ lạ. Đó. Em bán những cái viên này nè, bự 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 và hình tròn em bán hết rồi, rất là bự luôn, bự hơn cái này nữa. Siêu phẩm, mấy chị muốn coi siêu phẩm gì, coi vàng hay coi gì? Nè, tô bát nè.
Rồi, để em lên này xong đi rồi em kiếm siêu phẩm lên cho mấy chị. Ai ai thả phẫn nộ em vậy? Chị tiếng ngụy nè, 1 triệu nè. Chị Tường Thanh đợi em xíu, em mới thấy ai thả phẫn nộ em kìa. Chiếc này được không chị? Chị Tường Thanh ơi, em có chiếc này bạc nè. Chiếc này thì nó lại đính viên oban, nhưng mà về có thể tháo viên oban là gắn viên emerald vô được không ta? Để em đo cái viên oban này nè. 69 được á chị. Viên này chắc được. Đây. Chị có muốn lấy cái này thay cái viên emerald không? Thì ngày mai em đem ra tiệm á, em đưa cho thợ người ta coi, ok người ta thay được là người ta sẽ thay à. Đây là nhẫn bạc với lại opal nè. Đó. Chiếc này em bán 500 nè. Chị muốn lấy thì ấy. Cho chị viên vuông, chị tỉ muội lấy viên vuông. Cái này hả chị? Không phải đô bát, nó là chi chim. Em thấy rồi, em thấy rồi. Em kìa chị chút xin. Ủa, em mới nó quăng cái đó đâu rồi. Đây, mai em cũng đếm lại à, đủ 13 viên em giao. Đúng rồi, 13 viên. Chị tỉ mũi lấy cái viên vuông là màu vàng hay là topaz chị? Viên xanh hay viên vàng? Chị muốn lấy viên này hả? Chị muốn lấy viên này. Viên này thì không, như cái này nó chưa xi kim đâu chị, nhưng mà bóng đẹp lắm, nó là mới á, chứ không phải là hàng hàng xi đâu. Tại vì nó không có tì, không có gì á, 16.5, nó không có vết cũ vết gì hết á. Nó mới tinh à. Đi tay 16.5 chị. Chị muốn xi kim luôn thì em xi luôn cho. Xi kim thì em xi luôn cho. Viên vuông. Rồi đợi em xíu. Đây, viên này hả? Em quên cái này chữ nhật. Chị lấy viên này đúng không? Ừ. Em bán tặng chị viên này 400 nè. Trong đó phí kiểm định 200 rồi đó. Bán tặng nha. Tại chị lấy cái combo kia rồi. Dạ, nhưng mà cái này để mai mai em hỏi nha. Mai em hỏi. Em đem ra thợ, nếu mà người ta thay được thì em thay rồi rồi em xi kim cho chị. Đó, rồi tháo viên oban trả lại chị thôi. Thì cái này 500 nha. Rồi thay được thì em xi kim miễn phí luôn cho chị. Chị tỉ mũi lấy này không? Đây. Một dây Tahiti xám. Nó gần như là nó đều á, nó không có đuổi. À, khúc trên đây em đo khoảng 11 ly, xuống đây là 12 ly. Cái mặt khóa của nó là mặt vàng K14 đính 6 viên sapphire nè. Đây K14. 6 viên sapphire. Đó. Chỗ này em bán 7 triệu nha, 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu là sale rồi đó. Về nó cao hơn, nó hôm trước em like nó cao hơn nhiều. Giờ nó chung là ngắm đã rồi, thấy đã rồi. Giờ em bán 7 triệu nha. Thì thường cái khóa này không có mấy triệu rồi nè. Khóa đẹp. K14. Mà cái chai nó bóng đẹp nha. Rất là bóng luôn. Bóng. À, mấy chai đó em ít về chai lắm, hôm trước có mà em bán rồi.
thường là mấy cái chai á, em ở thành phố Hồ Chí Minh khách ở đây họ không có chuộng chai, thành ra em về nó ấy lắm, em về không có về chai nhiều. Đó, em có mấy viên sao si nè, cho lẻ thì em còn mấy viên này thôi, mấy viên này của khách nè. Có viên này khủng đẹp nè, nhưng mà nó có tỳ ạ, nó có vết sinh trưởng. Viên này gần 15 ly á, sao si nè, gần 15 ly. Và vết sinh trưởng của nó nhiều. Nó chấm 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 chấm. Cái này chị nào về thiết kế mà mình làm một cái lồng mình bỏ viên gai vô á, đẹp lắm. Chung là nó to thôi. Nó được cái nó to. Nhà viên này nó cũng bị, viên này là nó bị xước luôn chứ không phải là sinh trưởng. Đó như vậy nè. Đó. Viên này em bán 350 thôi, 350 mà cái mặt bóng trên đây nó vẫn bóng đẹp bình thường. Đó. Nó bị bên hông kiểu này giống bị cạy, nó nằm ở trên nhẫn trên bông gì nãy nó ra nó chày. Em để chiếc này riêng cho chị Thường Thanh nè, để mai em đi hỏi. Trang Lê hỏi có chiếc nào oban vàng không em? Em không có, em có oban cam này, chiếc này thôi. Hai oban cam. Đây. Oban cam này nhiều lửa nha, tại nó trong mấy chị sẽ không thấy được cái lửa của nó, nhưng mà nó rất là nhiều lửa. Lửa đỏ, lửa xanh. Đây. Đấy, nhìn như vậy nè, đó mấy chị mới thấy được cái lửa của nó. Thấy không? Cực kỳ nhiều lửa luôn. Đẹp, to, rất là trong. Hai bên là đính hai viên kim 2,5 ly nha, vàng không vàng 14. Chiếc này em bán 6,8 triệu. 6,8 triệu. Đây. Thì tại 18 về mấy chị thích thì mình cắt được nha, tại cái này nó là vàng á, mình đo tay ly tay rồi mình cắt lại theo vừa theo ly tay của mình. Đây. Ly tay 18. Nó là vàng vàng cao, vàng nó là vàng 10 16 á. Đây nó cắt ở đây nè. 680. Nó là vàng 680. Không phải vàng 14, em nhầm. Đây. Là em kiểm định cho mấy chị luôn. Còn chị nào mà không thích kiểm định thì 6,5 triệu nha, 6,5 triệu. Dạ 6,5 triệu chiếc này nếu mà mấy chị không cần kiểm định, còn nếu mà kiểm định thì 6,8 triệu. Nhẫn đó hả, em không có, không không có ấy đâu. Bây giờ Oban thì em còn cặp này thôi nè, cặp này em bán 500 nè, hai chiếc nhẫn bạc. Đây nó có đính một cái viên Oban nè, hai chiếc. Còn chị thích thì em để cái này ra cho chị cũng được nè, cái này em cũng hẹn em để dành thôi. Đây. Đấy. 3 viên. Đó. Chị nào lấy hết 3 viên này em bán 1 triệu nha, 1 triệu 3 viên này. Thì nói chung là Oban là nó đá, mấy cái đá này nó vô giá lắm. Nó càng theo cái tầm nhìn mỗi người mỗi khác thôi. Đối với em là 3 viên này cực kỳ đẹp, rất là đẹp. Đó, 3 viên này em bán 1 triệu nè. Này lên nhẫn đẹp lắm. Này em chưa có thời gian lên nhẫn. Trắng, trắng. Quên em quên, cảm ơn chị quá trà nhắc em ha. Nè, đó, Oban này. Đó. Viên này em bán 1 triệu luôn nè. Viên này đẹp lắm. Em còn mớ mà em đi, để đi đánh bóng mài lại. Đây những kim.
Đó, em có hai chiếc này. Và chiếc này hồi chiều có khách hỏi đặt rồi. Mà em cũng like nha, nhưng mà tại chiếc khách chưa có cọc chưa gì hết á, hẹn em mai. Em ứng like. Mai khách không có chuyển cọc thì mấy chị thích thì em để lại cho mấy chị nha. Đó. Chiếc này là em bán mấy chiếc mà bán giá cao cao này là em bao kiểm định cho mấy chị hết, em đóng vỉ ra vỉ như vậy nè. Đó. Cho mấy chị an tâm, hàng tự nhiên. Cái chiếc này thì em bán rẻ thôi, tại vì cái viên chủ của nó là nó có bụi than nha. Nhưng mà đối với kim mà mình nhìn mắt thường thì sẽ không thấy đâu. Thường bình thường mấy chị mua nhiều khi người ta sẽ không báo cho mấy chị là viên kim nó sạch hay là nó có bụi hay là nó như thế nào. Còn em bán là tình hình hàng của em như thế nào là em thông báo hết cho mấy chị. Đó. Thì mấy chị đồng ý thì mấy chị chốt thôi. Đây. Cái chiếc này em bán 6 triệu 8 nha. 6 triệu 8. Viên kim 3 ly 6. Đó, vàng khung vàng K14. Full kim hết hai bên đây nè. Còn viên này 3 ly 6. 6 triệu 8 chiếc này bao kiểm định. Còn chị nào mà ấy thì không thích, không phải không thích mà là không cần kiểm định thì 6 triệu rưỡi. Cứ trừ cho em 300 ngàn phí kiểm định ra. Còn chiếc này thì đẹp. Chiếc này cái viên của nó khoảng tầm là 3 ly 8, 3 ly 9. Đó, viên chủ. Còn mấy cái viên đính xung quanh đây nè, đó, kim tự nhiên hết nha. Chiếc này thì vàng 16. Đó là vàng 610 á. Đây. 610 nè. 610. Chiếc này thì em bán 12 triệu nha, 12 triệu chiếc này. Chiếc này thì đẹp. Đánh rất là nhiều kim. Nó dạng thuộc dạng bông sen đó mấy chị, bông mà nó phân tầng nha, không phải nó bằng nhau hết đâu. Cánh cao cánh thấp nè. Chiếc này đẹp. Đó. Gần 4 ly á, chiếc này gần 4 ly. Có hoa ngờ là anh lấy đi. Em bán 300 thôi. Đó. Tại vì em không có biết coi ngờ đâu nha. Nhưng mà em thấy nó nặng là thứ nhất, thứ hai là nè. Đây, soi vào là nó lên đỏ nè. Cái đèn là đèn trắng đó. Nhưng mà mấy anh chị mà biết coi ngờ thì mới nhìn 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 giúp em nha. Đây nè. Thường thường nó là thấy vân á, mà em cũng không biết coi vân nó là sao. Thường mấy cái này nó em chỉ biết là xương thì nó nhẹ lắm, cái này thì nó nặng chứ không nhẹ. 300 ngàn. Chị Tường Khanh lấy cái 12 triệu nè, vậy em chốt cái 12 triệu này cho chị Tường Khanh nha. Cảm ơn chị Tường Khanh nhiều, để em kiểm định đóng vỉ cho chị. Đó. Cái đôi này là đẹp nè, đôi này là rất là đẹp nè, mặc dù nó cũng có bụi than nhưng mà nó nhẹ chứ nó không phải là nặng. Đôi này là tới 4 ly rưỡi một viên đó, 4 ly rưỡi một viên, mà cái này em bán có 13 triệu thôi. Thành ra tới về mấy chị mà làm nhẫn làm gì là lên đôi này cực kỳ sướng luôn. Hàng em về cái nào rẻ là mắng rẻ à, mấy chị yên tâm, em không bao giờ em đôn giá lên hết. Thế chứ cái này mà em bán 12 triệu mà có một viên à, thì cái này em phải bán nó nhiều hơn. Nhưng mà em vẫn bán cái đôi này chỉ có 13 triệu thôi. Nó tới 4 ly rưỡi lận. Cái viên này nó trắng nè, viên này nó hơi phớt vàng tí nha. Đó. Em cứ báo tình hình cho mấy chị biết hết kim của nó như vậy. Em bán em báo thôi chứ người ta bán người ta không báo đâu mấy chị. Cứ việc kim tự nhiên thì bán giá thôi. Về mấy chị nhận hàng mấy chị mới biết được. Còn em là em soi rõ chi tiết cho mấy chị biết hết cái tình hình tình trạng của tụi nó. Đẹp. Hai cái viên kim này đẹp. Kể cả kim mấy chị mua ngoài tiệm cũng vậy. Mấy chị sẽ không thấy được đâu, khi nào mấy chị có máy móc có kính lúp để soi kim á mấy chị mới soi được bên trong nó, mấy chị mới thấy. À, cái nhẫn kim này đi tay nó 10 16 rưỡi á chị, 16 rưỡi.
16 rưỡi. Chị có muốn cắt ni nong ni gì báo em. Ni tay 16 rưỡi. Đẹp quá à. Cái này đẹp. Này mang Tết cực kỳ đẹp. Cô Camel đâu rồi? Đây nè. Không có một mặt Camel rồi thôi à. Nó bị nó bị mất mất duyên rồi. Em bán 400k, nó là bạc khung bạc nha. Bạc 925 viền hết cái khung này luôn. Đó, mà Camel đẹp. Không đèn như vậy nè, như vậy thấy không? Nó không đèn đẹp. Em để đây nha, mai em đi kiểm định rồi em thấy sao, đây cho nó đẹp. Chị nào mà có tiền là quất đôi này lên nè. Mình đeo bông xong chán chê xong cái mình lấy hai cái này ra mình làm được hai chiếc nhẫn 40 rưỡi. Ba be em có còn viên nhỏ nhỏ này thôi nè. Nhớ có con cặp lận mà giờ không biết viên đó nó trôi đi đâu về đâu rồi. Cái này là bông nhẫn gì người ta tháo ra đó. Chung là nó được thôi, tại vì nó không có ú, nó không có tròn, nó không có ấy. Chị nào lấy em bán 200k nè, 200. 200. 11.9. 11.9. Sao ta? Thì em báo với chị đó là cái viên chủ của nó cỡ 3 ly 8 tới 3 ly 9. Tại vì người ta đo máy nó sẽ chính xác hơn là của em, nhưng mà nó không 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 có nhỏ hơn. Còn em kiểm tra lưu láp cho chị như vậy nè. Chứ nó không phải cái giấy GA giống như là ấy đâu, thành ra nó sẽ không có chi tiết cho chị là nó là sao ta. Hôm hôm trước em có kiểm định kim của cái nào em quên rồi. Nó sẽ cho chị là cái kích thước của đá, và đá đó là đá tự nhiên, nó là dạng trong hay dạng đục, và nó là như thế nào thôi, chứ nó không có ra mà giấy chi tiết giống như của giấy kiểm định quốc tế đâu. Em nhớ em có cái phiếu kiểm định kim của cái nào không ta. Nó gần 4 ly á chị, 3 ly 8, 3 ly 9 vậy á. Gần 4 ly. Cái cây em xử lý qua dầu chưa? Chị hỏi không, chị nó không xử lý đâu, mấy cái đá này là đá tự nhiên hết đây nè. Nó nếu mà nó có xử lý là nó sẽ để đây. Em kiếm một cái giấy kiểm định cho chị xem, mới kiểm định của em đâu ta. Hỏng nhiều quá cái em cất hết rồi. Giờ cất đi đâu mấy chục sổ rồi. Ôi trời ơi, cất đi đâu rồi. Thôi cái tạm cái này đi. Không không trước nữa. Đây, cái này là giấy kiểm định của một cái mặt tô báp. Đây, kiểm định lưu láp nó sẽ báo cho mấy chị nè, giống như cái này là tô báp thiên nhiên nè, đó. Nó màu của nó.
cái hình dạng của nó, góc mài của nó, cái độ trong của nó nè, nó trong suốt hay nó đục hay nó như thế nào, nó báo hết ra trọng lượng của nó, cái size của nó nè đó. Còn đây là cái cải thiện, mức độ cải thiện là nó xử lý đó, mức độ như thế nào, có hay không nó sẽ báo đây. Còn nó ghi như vậy nó, hoặc nó chú thích ở dưới đây nè đó, là có xử lý dầu hay là làm gì gì đó, nó như thế nào là nó ghi hết. Mà kiểm định lưu loát nó có mã số nè, mấy chị cứ lên trang này mấy chị search mã số này, nó sẽ ra được cái giấy kiểm định của cái phim đó, của cái mặt hàng đó. Không, cái đá granite của chị lúc nãy cũng vậy nữa, em cũng bao cho chị đá tự nhiên á, không có xử lý đâu. Thường thường mấy chị mà thấy mấy cái like mà coi mà ui kim sao nó rớt vào đây, đá đó, là người ta sẽ không có để như vậy đâu, người ta sẽ để cho một cái tô, một cái chén hoặc một cái gì đó, người ta gấp ra like á, thì cái bóng, cái viên đá mấy chị nhìn thấy nó rất là bóng. Hoặc là khi like á, cái tay của người ta nó sẽ mướt mướt dầu chứ không có khô ráo như tay em đâu, là mấy người đó là ngâm dầu đó, họ xử lý dầu, họ ngâm dầu. Còn mấy này là em toàn là đấu lô về, mà lô hàng về là mấy này là nó có giấy hết á, cái viên buông của chị lúc nãy cũng vậy, để mai mai nhắc em nha. Không chị à, một một cái viên mà giấy kiểm định quốc tế mà nó khoảng tầm ba ly mấy bốn ly là chị mua giá nó rất cực kỳ cao. Một em nói chị nghe, chị đi ra ngoài chị mua một cái ổ nhẫn bình thường 12 triệu chị cũng không mua được một cái ổ nhẫn đâu, một cái ổ nhẫn kim không có giá 12 triệu đâu chị, chứ đừng nói với viên chủ. Hàng hàng si Nhật thường là nó chỉ có, nếu mà nó hàng 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 mà nó gõ nguồn gốc từ bên Nhật mà người ta đấu mà luôn cả giấy á, thì nó cũng chỉ có giấy Nhật thôi, không có thể nào mà có giấy da được. Giấy da trừ khi nào chị mua đúng hàng cửa hàng cửa tiệm hay là như thế nào thôi, làm sao mà có giấy da được. Kim lẻ em hết rồi chị, những bạc hộp đen, bạc hộp đen ở đây em không có hộp đen đâu, nó là sapphire á, hai chiếc này là sapphire hết, một chiếc này em bán 300, chiếc này em bán 450, hai chiếc là sapphire hết, đó là màu xanh. Đây. Nè bình thường mà nếu mà mấy chị đi ra tiệm vàng qua mà mấy cửa hàng mà kim á, mấy chị cần cần mua một cái ổ, cái một cái vỏ nhẫn đơn giản bình thường như thế này thôi nè, thì ít lắm cũng phải chục triệu, một chục triệu một cái vỏ nhẫn nha đó. Rồi mấy chị mua viên chủ mấy chị gắn vô. Còn bình thường mà mấy tiệm vàng mà nó có viên chủ gắn sẵn vô nhẫn bán nguyên một cái này rồi thì cũng không có giấy da đâu, họ chỉ có giấy của PNG thôi đó, họ kiểm định của PNG thôi. Hộp to hơn mà vuông, cái này nó màu tím, chiếc này em tặng nè, nó là pha lê gì thôi, nó chiếc này nó bình thường thôi em tặng nha. Đây em không có to hơn màu xanh màu đen, còn mấy chiếc ở đây thôi. Chị Tường Khanh có lấy thì báo em nha chị, để mai em đi kiểm định.
Rồi không thì em xả ra không sao hết. Đó. Có gì mấy chị cứ báo thẳng trên live giúp em nha. Nè, cái này là viên tourmaline nè. Hôm trước chị nào hỏi em, chị Trang Lê hả ta, có chị Trang Lê có trên live không? Em có cái viên tourmaline nè. Đó, nó màu xanh lá cây á. Và viên này thì nó cũng có bụi trong đây nè. Soi vào sẽ thấy được bụi bên trong. Viên rời 6 ly à. Dạ ok chị, cứ suy nghĩ đi, không thì chị cứ đi 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 tham khảo giá, chị hỏi giá đi. Ok được thì chốt thì báo em. Không sao hết. Chị Jessie nè, 6 ly nè, chị lấy không? Viên này có giấy da nè. Đó, chiếc này thì có giấy da nha. Nó giỡn chứ của em không có bán đâu. Giỡn thôi. Chiếc này bán chắc mấy chị cũng không mua đâu. Cao lắm, giá cao lắm. À, tôi màu xanh lá thì có rồi. Dây này có chuyện nào chốt giúp em hai dây này không, sao mà nó ế hoài vậy, đẹp mà ế hoài. Cái này là opal nha, đó 5 tầng, còn cái này là lapis 6 tầng đó, một sáng sợ rồi đó. Chứ em lâu lâu rồi em hứng hứng em mua mấy cái kim này về em bán thôi, chứ bình thường mấy cái này giá cao em cũng ngán lắm chị. Bán được hàng thì còn ok, chứ bán được hàng cứ để hoài nó chôn vốn. Thành ra mấy cái mà kim mà to to khoảng 5-6 ly trở lên em không không có về đâu. Mấy cái nó giá nó cao lắm, mà mình phải biết coi hàng nữa. Mua nhầm về kim xấu bán không có được giá đâu. Em thì em không có phải dạng bán qua loa cho có. Em thì bán báo chi tiết hết cho khách à. Thành ra là xấu đẹp gì em báo hết, nó bị gì em báo hết. Nên về mà lỡ mà có xấu xấu là em phải lỗ vốn luôn á. Bán cái đó cũng hên xui lắm. Mình bán cái nhẹ nhẹ chơi chơi đi. Bán nó vừa vừa thôi. Cao quá không chơi. Tại mấy này em thấy rẻ nè. Cái lapis này em bán 2 triệu nha. Nó là cái gì? Sminel phối với lapis với lại 12 viên bi vàng cắt giác. Đây, bi vàng cắt giác 12 viên. Sminel phối với lapis 6 sợi tổng cộng. Thôi em bán 1 triệu 8 đi. Đó, tính ra là chỉ có 300 nghìn một sợi thôi. Mà phối vàng lapis đẹp. Về mấy chị tách ra được đó. Mình tách ra chùm 3 ra thôi, 3 dây đẹp. Nhưng mà anh thấy đeo chùm 6 này gì đi cho nó sang sáng sợ. Cái này tốt nhất rồi, mình đeo mấy cái này đẹp này, phối một cái đầm hoặc là đi đám cưới á, đi cái này là nổi luôn. Cái Spinel này thích ghê đó. Nó lấp lánh nè. Em sale còn 1 triệu 8 nha. Đó, 1 triệu 8. Như là em bị đứng. Cái này em bán 7 triệu nè, Oban 5 tầng 7 triệu. Cái này thì em có full hộp nè. Cái này thì em full hộp. Quá đẹp. Cái này dành cho những chị mê Oban như em nè.
cái lắc 1 triệu nè mấy chị, lắc bạc 1 triệu nè. Nặng bạc lắc 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 đặc luôn, lắc này nó rất là dày, nhiều bạc. Đó, hai khóa luôn. Đây. Em bán 1 triệu nè. Thì ai lấy cái nhẫn này cho em đi. Nhẫn này đẹp nè, nhiều vàng, một cái viên ruby sao. Rồi cái này ông mấy 21 em đi kiếm một cái viên opal, cái gì em thay vô cho nó đẹp này. Không có vừa. Ngại quá. Ruby nó đẹp mà nhiều chị không thích. 6 triệu rưỡi chiếc này nè. Vàng nhiều lắm đó nha. Chiếc này cực kỳ nhiều vàng luôn. 6 triệu rưỡi. Ôi, không có mặt dây kim nhỏ. Có dây kim chùm chùm này nè. Hồi chiều chỉ có một cái chị khách chỉ lên chỉ coi chỉ chốt nhiều lắm, chốt cái này, cái bông với cái nhẫn này với lại cái chùm này, nói chung là chốt cái đơn của chị nhiều tiền lắm, mà chị nói đang chị bận chị chưa chuyển khoản được, chị hẹn ngày mai. Thành ra nãy giờ không có dám like mấy cái kia là vậy đó, like rồi sợ mai chị chuyển khoản nữa rồi mất công. Chị có một cái dây kim này nè, có ai thích không? Đáng rẻ rẻ thôi, thực sự là tại vì cái kim này nó không có đẹp, cái kim này là nó đi chung với cái sợi dây bạc đây, nó khoảng 3 ly. Đó, 3 ly, hơn 3 ly. Nó là 0 0.10 cm. 0.10 cm. Nó có khắc ở đây nè. Đó. 0.10 cm. Cái này là bạc thôi nha. Đây viên kim nó như vậy. Đó. Mấy chị nhìn thấy không? Là nó có bụi than trong đó. Đó. Nhưng mà nó trắng chứ không phải là nó màu màu. Nó là kim trắng, nên nó có than. Khoảng 3 ly, hơn 3 ly á. 0.10 tầm 3 ly. Đây em bán nguyên dây này cho mấy chị 800 ngàn nè, chị nào lấy. Chơi chơi. Đây. Một viên kim 3 ly 800. Với bạc thôi. Nó là bạc em, vậy đó dây bạc. Không phải kim đâu. Đây cho mấy chị xem lại viên kim nè. Đấy. Em bán viên này 800 nha, không cộng dây bạc. Viên này mà nó sạch chút xíu nữa là 3 ly, nó cũng phải tầm 2 triệu viên á. Bạc à, để coi nó phải bạc hiệu không, 925 à, cái gì tăng đơn nó trái tim gì dễ thương không? 300 sợi này, 250 nè, không có lấy em lấy đi, nó mảnh quá. 250 nó mảnh. Chị còn nhớ còn mớ đồ ở đâu rồi ta, có gì bạc như gì nữa mà nhiều vậy. Con đâu rồi, nhiều cái em đi kiểm định em đi lấy xong rồi cái em về em biết con đâu.
vi phổ. Nó còn một bịch nữa. Cái tim này nè. Nó là bạc nha. Đây, nó là bạc á. Bạc. Ở đây cái này mình chắc phải đi rửa nó, rung rửa nó ra cái chỗ đen đen này lại, cái này phải đi vệ sinh lại. Cái trái tim này nó là vàng 18 nè. Ở trong đây nó có khắc nè. Nó có khắc 925 nè. Rồi cái hiệu gì á. Rồi tới 750 là nó là bạc 925. Trái tim của nó là vàng 18. Đó. Cái mặt này đẹp nè. Em bán cái này cho mấy chị 450, mấy chị tự vệ sinh nha. Còn mấy chị muốn em vệ sinh làm sạch lại thì 500. Đó là bạc đính vàng. Mặt này nó cổ điển đẹp lắm. Chị nào hỏi em nha. Siêu phẩm cho mấy chị xem. Đây, siêu phẩm đây. Cái này là ngọc trai đính kim cương nha. Tất cả full kim cương hết. Nó đây. Kim nè. Đó. Ba viên ngọc trai không tì vết luôn, cực kỳ đẹp nha. Ba viên này là ba viên này cũng to, khoảng 10 12 ly á, 11 9 nè. 11 6. 11 8. Gần 12 ly với mấy ba viên chai này là gần 12 ly ha, bóng không tì. Tất cả là full kim hết từ đầu đến đuôi. Đó, cho tới cái vòng trên bông này là cũng full kim luôn nè. Đó. Cái này thì nó là hàng trao tiền. Nó là 1,14 CT. Đây nó khắc thông số ở đây nè. 18K quay gòn với lại 1,14 CT. Cân nó lên hết cái này là hơn 5 chỉ vàng. Đây. Cái này hàng sưu tầm của em. Chị nào lấy thì 35 triệu. 35 triệu cái này. Rất là đẹp. Mấy cái hàng này là để sưu tầm ngắm ngắm nghía chơi. Đây là cái cài áo đó. Về mấy chị có thể nghiên cứu làm lại thành mặt dây chuyền cũng được. Vừa cài vừa là mặt dây. Dây thì nó hơi to, mấy chị nào thích to mới được. Đây. Rất là đẹp. Chị Nhi Yến Trinh lấy 450 nè. Vậy là chị về vệ sinh lại cái này cho em nha. Như hôm trước chị còn cái nhẫn bên em hay gì phải không? Dạ không có vậy, em không có mặt dây mà bên. Trong cái này là siêu phẩm. Như Yến Linh nè. 450. Chị nhớ em còn cái dây chuyền đính ba viên kim ra ngoài ta. Nè, chiếc này 2,5 triệu nè. Cái này là một cái viên topaz cực kỳ VIP luôn. Nó dạng màu màu xanh đại dương á, mà nó gọi là màu 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 gì ta. Nhưng mà cái ni tay nó nhỏ nha, chị nào ni tay nhỏ thì cái này vàng 14K. Ừ.
Đây, hai cái màu tôi bắt. Cái thằng này nó gần giống như là sao kia luôn rồi đó. Khác không? Cái màu này nó sẽ nhạt hơn nhiều. Triệu rưỡi. Cái bông này cũng 2,5 triệu nè. Bông này là bông Ý ha. Bông này bông Ý nè, 2,5 triệu luôn. Tên cho chị Hồng. Cô gái. Qua sao nhà em tệ. Không sao đâu, chị like từ từ mà. Khách cũng đâu có đông đâu, có mười mấy người à. Đâu có ai chốt nhanh nhanh đâu. Nói chung chị like từ 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 thôi. Chị tin tin chị hỏi em cái gì chị? Lên cho chị hộp cô gái hả? Là cái nào chị? Em đâu có cái nào hộp cô gái ta. Có cái camel này thôi. Camel này em bán 400 nè, khung bạc 925. Đó, nó tất cả là bạc hết. Đó. Nó là cài áo và mặt dây luôn á. Ừ. Lính 925 nè. Nó cắt đây nè. Cái mặt này đẹp nè mấy chị. Một cái viên CF to đùng luôn nè. Cái này là viên Sapphire nha. Đó, em bán cái này 450, 450 nha. Nó là mặt bạc hiệu á. Đây nè. Đây bạc hiệu nha. Cái viên kim Bali này nó xấu nhưng mà nó vẫn trắng, nó vẫn ok mà ta. Có 800k nữa chị, không chốt à. Đây mấy cái này có mấy cái hộp đẹp đẹp nè. Chị nào lấy chốt cái gì em tặng cái hộp này coi. Nó đẹp nè. Cái này có lớn hộp đẹp không? Dài. Đây, hay chị nào chốt cái dây này em tặng cái hộp này nha. Hộp xịn sò. Đó. Dây này 1,8 triệu nè. Tặng cái hộp mới nha, mới tinh luôn á. Đây, rất là đẹp. Phải hộp cũ đâu. Trắng tinh. Đấy. Em không có bán, em để siêu tầm rồi. Tại em đi em bán lúc trước là em bán kiểu hàng tự nhiên. Chứ không 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 có chắc ao, nhưng mà em đi phổ, em đi kiểm định rồi, nó là hàng A. Đây nè. Nó là ngọc A. Nên thôi em để em siêu tầm. Để ngắm nghía cho vui. Đây, nó là hàng A đó. Mà thường mấy cái ngọc mà hàng A này thì giá trị nó cao nên thôi không bán.
Em có cái viên này nè, cũng cũng vui vui nè. Có chị nào lấy không? Em bán cho viên này. Đây. Đó là thạch anh tóc trắng. Đó, thạch anh tóc màu trắng. Ngày về cũng vui vui. Đây, em bán cho 300k nè, chị nào lấy mấy 300. Không thì để bàn vui vui thôi. Ủa, em bảo 10 giờ em like mà ta, em đâu có bảo 8 giờ. Đâu rồi? Cái này khác pin nè. Chị coi lại tin nhắn đi, em báo chị 10 giờ, em đâu có báo 8 giờ, đâu có bao giờ em báo 8 giờ. Em chốt lại những trai đi nhé. Là cái nhẫn nào chị? Chị chốt lại cái nhẫn trai hả? Em nó có nhẫn nào nhẫn trai ta? Gì vậy? Ừ. Em có bao giờ em like 8 giờ? Chắc chị nhìn nhầm á. Trước giờ em đâu có like cái nào 8 giờ đâu. Giờ của em là 10 giờ. Chị coi lại tin nhắn giúp em đi. Bây giờ em like 10 8 giờ hết á. Dạ không chị, em không có sếp đâu, em like online tại nhà vậy thôi à, trên 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 lầu nữa, thành ra cũng mấy. Chai gì màu đen. Em bán online thôi. Em đâu có bán nhẫn trai đâu chị. Hồi chưa chị báo em đâu, hàng của chị đâu có cái nào nhẫn trai ta. Làm gì có nhẫn trai gì nào màu đen. Đây em lấy mấy cái hàng hồi trưa chị báo chị chốt nè. Đúng rồi. Đây để em lấy xuống cho chị coi. Rồi chị coi thiếu cái nào chị báo em. Không đúng cái nào thì báo em. Nha. Đây nè. Hồi trưa chị báo em là một cái này. À không không không, chị đổi thành cái này rồi em quên. Nè, một cái mặt trai nè, một cái nhẫn kim nè, một cái bông kim nè, một cái dây à, một cái hai cái chai này với cái này đó, với cái này. Lộn shop hả? Vậy lộn shop hay gì? Em thấy là em thấy lạ lạ rồi đó. Phải phải shop khác nhắn chị 8 giờ like đó không? Chị tỉ muội, trưa nay em like mà chị không biết hả? Ủa em đâu có like cũng chưa. Bình thường em like là tầm 10 giờ nha mấy chị. Giờ giờ của em like là 10 giờ. Không có like sớm hơn đâu, tại mấy đứa nhỏ đi học em rảnh chỉ có giờ tụi hai đứa nó đi ngủ rồi em mới like được thôi. Trừ khi nào mà rảnh rỗi mà cái một ngày đó nó không có gì thì em mới like sớm thôi, chứ bình thường giờ của em là 10 giờ. Like của em là 10 giờ. Rồi, chị Mỹ Trinh ơi, mấy cái mà em đưa ra là đúng rồi đúng không? Dạ đúng rồi, đây nè, mặt hộ khách này. Đó. Thì những cái em đưa ra là đúng rồi đúng không? Đó, một món nè, hai món nè, ba món nè, bốn món nè, năm món nè, sáu món. Đó. Sáu món này là của chị. Để em coi còn sót cái nào nữa không, em quên không?
dung sót nào thì báo em nha. Còn mấy này em báo giá em chốt chị hết rồi. Ok, mai mai chuyển khoản cho em nha. Em đợi chị đấy. Đợi chị đấy. Dạ. Chung là nãy giờ mấy cái mặt hàng của chị chốt em đâu có, chung là không không mấy đâu. Không có chốt cho khách nào hết á. Không dám chốt đó, đợi chị á. Em có viên tô bát rồi nè, có chị nào lấy viên tô bát này luôn không? Chốt cho em viên này luôn đi, viên này viên giọt nước nha. Viên này nó dày. Đây. Dày to. Em bán viên này 500 luôn nha. Thường thường mấy cái viên tô bát này nè, bình thường lúc trước em bán cái viên này không 500k rồi nè. Tại em đóng vỉ. Nhưng mà mấy cái viên này nó giá trị cao. Còn cái viên này nó ở ở ngoài em bán 500 nè. Chị tỉ muội có lấy luôn không? Ôi trời, nó có lai đâu ta. Đây, viên này 500 nha. Chị nào lấy viên này thì lên mã 500 giúp em để em đo này cho. 17 ly nè. Chiều ngang của nó là 12 ly 2. Chiều dày của nó là 9 ly. Đó, 9 ly là cực kỳ dày luôn. Viên này vừa nặng vừa dày, vừa đẹp. 500, rất là rẻ. Bình thường em bán viên này là 800 mà. Lấy vậy thôi hết tiền. Đấy đây nè. Còn viên này nữa nè, em tặng chị luôn nha. Đây nè, nó còn sót trong đây nè. Đó. Tại định nói để kiếm viên gì đó tặng chị mà tự nhiên mở ra cái thấy còn viên này, tặng luôn viên này nha. Về soạn soạn ra để làm lắc cũng đẹp. Rồi chị nào muốn xem gì nữa báo em lên nha. Em lên từ từ cho mấy chị dễ lựa. Lên lên nhanh, ào ào mấy chị không có lựa được. Mà nhiều khi dành nhau rồi cái mai mai mấy chị đến lúc mấy chị nhận hàng coi không kỹ hàng đâu. Mua online mình phải lựa từ từ. Ê, em chốt cái này cho chị Hà Linh nè. Lựa từ từ mấy chị. Vừa đẹp vừa chắc ăn, vừa đúng ý của mình. Những hoa ban phun vàng em không có. À, này nè, vàng vàng thật nha, nó là vàng vàng 16 tuổi, vàng 610 á. Nó, ủa đúng không ta, không 680, chung là khoảng vàng 16 tuổi đó. Em nhớ em có giấy phổ nè, để chút em kiếm cái giấy phổ cho. Cái này là viên viên ô ban khủng luôn nè, lửa cực kỳ lửa luôn. Nhưng mà vì nó trong nên mấy chị nhìn bình thường sẽ nó thấy, nhưng mà nhìn nhìn nè, đó lửa nó nè, thấy không? Về mình mang vào cơ thể đó, cái hơi ấm của mình đó, từ từ là đá nó sẽ lên lửa nhiều hơn nữa. Mấy chị nhìn đây là đã thấy lửa rồi, mình mang lên đi, em bảo đảm với mấy chị nó lên còn nhiều hơn nữa. Hai viên kim hai bên là mỗi viên 2,5 ly nha. Đấy, 6,8 triệu kèm kiểm định. Còn chị nào không cần kiểm định thì 6,5 triệu. Chị Hà Linh nè. 500. Chị thì dung áo dài. Cà trai này hả chị? Dạ. Cái này thì hàng VIP giá nó hơi cao. Cái này em bán tới 35 triệu lận. Đây. Em sẽ đóng vỉ ra kiểm định đàng hoàng cho mấy chị. Đó. Ngọc trai thiên nhiên và kim cương. Khung vàng là vàng 18. Đây. Nó là 18K quay gold và 1,14 CT kim cương nè. 1,14 CT kim cương. Đây. Full hết kim cương từ trên xuống dưới luôn.
rất là đẹp. Cái này mà mấy chị đi tiệc, đi tùng, đi chung là mặc một cái bộ đồ sang sang lên mà cài cái này lên nữa là đúng sang chảnh. Một dây tô bát hả? Vừa hết luôn, chiều em mới chốt cho chị kia rồi, hết rồi chị. Xem tiền đá 300, tiền đá 300 mà nãy em lên viên nào ta chị? Hai Linh bảo nhắc nhắc lại giùm em cái viên 300 nãy em lên cái viên nào vậy? Em quên rồi. À, ăn trắng à? Dạ đây, nó thạch anh tóc á, không phải thạch anh trắng trơn bình thường đâu. Đây, cái này là chân tóc của nó nha, không phải là nấy đâu, chân tóc nó ra ngoài luôn nè. Mà thường mấy cái đá mà nó có như vậy á thì nó sẽ càng ngày nó càng nhiều tóc thêm nữa. Không 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 nứt không mẻ gì đâu. Đây tóc nè. Chị Hà Linh kìa. Chị Hà Linh lấy không chị? Chị Hà Linh không lấy thì chị Trang Lê lấy á. Rồi chị Hà Linh lấy rồi, chị Trang Lê ơi, chị Hà Linh lấy rồi nha. Chị Hà Linh chị mới nói là cho chị xem viên đá 300 trước à. Thôi cái này em bán vui thôi chứ cái viên 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 này 300 là rẻ. Em có một viên em sưu tầm này, mấy cái đá sưu tầm em để bên đây nè, em chơi chơi á. Cái này của chị Hà Linh 300. Mấy chị mà vào mà kiểu mà nghiện đá đi rồi mấy chị sẽ biết kiểu mà từ từ nâng cấp đá. Rồi những cái viên đầu tiên mà mình thích, mặc dù là đẹp thì đẹp nhưng mà sau này sẽ có những cái đẹp hơn nữa, thành ra mấy chị sẽ phải tuồn những cái viên mấy chị thích đầu tiên ra trước. Trừ khi nào nó vip quá mới để lại thôi. Dạ không 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 không, lên mã là lúc em like đi chị, tại vì hồi nãy em like rồi, em cất ra, em cất rồi, em cất qua bên kia rồi, không phải em để đây đâu. Mà tại vì chị Hà Linh chị nói nè, chị xem lại cái viên đá 300 á em mới lấy ra. Thường là hàng hàng mà em để đây nè, mấy chị mà em lên là mấy chị lên mã nha. Còn mà hàng em cất đi rồi mà mấy chị hỏi là chị nào hỏi là của chị đó nha, thông cảm cho em cái đó. Chứ bây giờ mà thấy lắm. Em dự bị cho chị đi nha, mai chị kia chị không chuyển khoản em để cho chị, không thì ấy đi mốt em kiếm cho chị khác đá dễ mà, từ từ em kiếm cho. Xem hộp chai bẹt trắng. Cái này nó là ma be đó. Em bán tặng này, chị nào lấy bán 200k. Đây nè, cái viên sau nó dính keo gì nè, người ta làm bông hay làm gì đó. Về cái này mấy chị rửa nó ra, lấy nó ra. Không thì cứ ra tiệm làm là nó cũng mất à. Làm nhẫn này lấy lên.
200 viên này. Cái này em cũng bán 200 luôn nè. Cái này nó là một cái viên sạc cừ. Hay mấy cái này là viên chai nó muốn lên nè, nhưng mà nó bóng đẹp lắm nha. Cái này là mặt dây đẹp nè. Mua tặng chồng mà. Đâu, em đâu có thấy chị hỏi đâu. Chị gì mà chị Hà Linh mà. Chung là em nói mấy chị rồi, hàng em để đây nè. Khi nào em like á thì mấy chị lên mã giúp em, thì em sẽ chốt cho chị nào lên mã nha. Còn mà hàng nào mà em để ra ngoài rồi á, mà mấy chị kêu em lấy cho xem á, thì em sẽ ưu tiên cho cái người kêu lấy nha. Thông cảm cho em cái đó đi. Đây nè, chị kêu nè, chị xem cái viên đá nè 300, cái em mới hỏi là đá nào, rồi chị mới hỏi, chị mới bảo là thạch anh trắng nè, rồi em mới like, rồi chị mới lên 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 mã, chị mới nói là cho chị lấy viên đó, rồi chị lên mã, rồi chị Hà Linh chị ok chị lấy rồi thì em phải để cho chị thôi. Rồi chị Hà Linh lấy cái 200 này nè. Dạ. Đây chị, cái ma be này. Em nhớ em có hai viên nữa mà, một viên. Chị nhắn tin cho em á hả? Em đang like em đâu có đọc được. Cái trang em đang like là mấy chị nhắn tin vô là nhắn tin cho em đang like luôn á, em đâu có đọc được. Bây giờ mà em chốt cho chị kia cũng đâu có chịu đâu chị. Chị nào cũng mấy đó, chị nào cũng là khách hết á, em đâu có thể nào nhường cho chị mà để chị kia được. Em mà để cho chị là chị kia là em chết nè. Em nói chị nghe, thì em đã giải thích rồi là chị, em đã cất cái viên đó đi rồi, em không có like. Rồi bắt đầu chị Hà Linh chị mới nói là lấy cho chị xem cái viên 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 đá 300. Chị kêu là lấy cho chị cái viên đá 300 nè, chị xem cái viên đá 300 nè, thì bắt đầu em mới lấy ở bên ngoài ra cho chị. Em còn không biết cái đó là gì nữa, em hỏi chị là cái 300 là cái viên nào, chị mới báo em là thạch anh trắng nè đó. Thì chị báo em thạch anh trắng em mới lấy ra được. Khi mà em lấy ra rồi thì chị mới nói là cho chị lấy viên đó đó, đúng không? Rồi em báo 300 thì chị lên mã 300, mà chị trên đây chị đã lên, chị đã biết 300 rồi nè đó. Rồi em mới hỏi chị lại là chị có đồng ý lấy không, nếu mà chị không lấy em mới để chị được. Nó chị lấy rồi sao giờ, em đâu có nhường chị được đâu. Không cảm cho em đi, trời ơi, chứ bình thường là em để chị liền nè. Chị coi like em hoài, chị thấy mà, em mà lên mã chị nào lên trước là của chị đó. Không cảm nha, trời ơi, khách quen mà là có gì là em, chị lên mã là em đưa chị liền à. Cái nút trai à, đây cái này em có hai cái. Cái này là một cái sau si dị nè, cái đầu này nó vàng trắng, cái mình bên đây rất là đẹp. Cái chị làm kiểu mặt dây á, làm mặt này đẹp lắm nè. Còn cái này là viên Akuya nhưng mà ánh xám mà bóng đẹp nha, to. Nó khoảng tầm 9.4 á. Nhớ là đo vậy. Mỗi cái 300 nè. Chị nào lấy lên mã 300 cho em nha, mỗi cái 300. Nói chung mấy này là hàng độc lệ. Để em kiếm cho. Để em mai mốt gì đó, em kiếm em săn cho chị viên thạch anh tóc. Nè, cho coi nè. Này của em nha, không có bán. Đây nè, mai mốt kiếm em kiếm cái viên giống gì chị cho chị được không? Hay là đúng thạch anh tóc, hay là miễn sao là thạch anh tròn trong đẹp là được rồi. Đó. Cái này cũng thạch anh nè, mã này là giống thạch anh nu linh đó.
trông đẹp như vậy thôi hay là chị muốn đúng thịt anh trắng như vậy? Vậy ha, thông cảm cho em nha. Vui vui ấy đi, chút nữa em kiếm tặng cho Nguyên đá cho vui cả làng. Chị nào có muốn mua đá rền không? Nãy chị nào kêu Linh viên nào đẹp đẹp nhưng em cũng hết đá đẹp rồi, mới hết mà có mấy viên này thôi. Cái này là tô bát cái oban màu, một cái mớ đá này thôi nè. Hay chị nào muốn lấy hết mớ này không, bán rẻ mớ này cho luôn nè, kiếm mấy cái viên bự bự thôi rồi xong còn lại tặng mấy viên nhỏ. Hay là chị nào thích màu tím không, em lên một cái combo đá tím cho nè. Anh tím cái viên này nó bị mẻ rồi em tặng nha, không tính cái viên này đâu nè. Anh cắt giác nè, cắt nè, anh tròn nè, cái này lên 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 nhẫn cũng đẹp lắm nè. Rồi 8 viên, 8 viên này 500 nè, không tính viên này, 6 7 viên thôi 400 ngàn. Đó, vừa bán vừa tặng nha. Chỗ nào lấy bán hết cái combo này 400 ngàn, rất là rẻ nha. Đây. 400 ngàn. Còn mà muốn lấy thì em đếm đi, trong đây thêm vài viên nữa thôi, còn bao nhiêu em tặng hết. Xong. Viên này em để ra đi, rồi ai lấy hết món này đi rồi 400 đúng không? Cái này là viên ruby nè, đây viên ruby này 500, ruby này 500 nha, ruby sao mình có thể làm được hai mặt nha mấy chị, mặt nào cũng được hết đó, đó mặt nào cũng được nè. Cái này là viên topaz nè, topaz vuông. Đó. Này đá màu không biết đá gì nhưng mà đẹp lắm, chích nó cũng lên á, nhiều khi mấy cái này nó là hàng tổng hợp. Đây mấy viên này đẹp nè, 4 rồi 5 6 với 500 nữa là nhiêu, 1 triệu 1, 1 triệu 2, viên oban nữa nè. Đó, 1 triệu, tính luôn đi là 1 triệu 3. Cái viên tua này nè, nằm vô đây luôn, 1 triệu 4. Này tô bát nè, tô bát nè, tô bát này nha, tô bát luôn nè, tô bát nè. Cái này ruby, nhưng mà ruby này đẹp quá, chắc tổng hợp rất là đẹp luôn, nói chung là nó 50-50 đó. Này garnet trái tim nè, nó garnet không lựa mấy viên đẹp cho mấy chị coi trước rồi em tổng cái mớ này, chị nào lấy thì lên mã cho em nha. Mấy cái viên đá này cũng đẹp lắm nè. Thì em bán 1,5 triệu hết nha, 1,5 triệu hết luôn một hộp này đó, coi như mấy cái này là không tính tiền nè. Một lô này nha mấy chị, coi là 3 6 7 8 9 viên này ha, rồi thêm một cái mớ mười mấy viên hồi nãy nè, trong đó là nó có một cái viên ruby nè, một cái viên topaz vuông nè, một cái viên tourmaline xanh nè đó.
một viên hoa ban nâu nè. Đó, nó nhiều rồi, nó nhiều lắm. 1,5 triệu hết. Đây, tặng cho viên bích này đâu luôn nha. Xong. Rất là rẻ luôn, 1,5 triệu rất là nhiều đá. Em chào chị Kim Ngân. Sua em còn thấy cái pha lê nè, cái chiếc đôi hài lọ lem, hai chiếc hài lọ lem. Dây này em bán 500 nè, cả dây lẫn mặt là cùng một hiệu nha, cùng một hãng nha, không phải dây riêng đâu. Đây Thiên Nga nè, rồi chiếc hài nè. Em bán cái này 500 nè. Em có một cái dây chữ lớp nữa của nó nữa. Mà cái dây chữ lớp này nó bị rớt một viên đá rồi, em bán 300k thôi. Em muốn kiểu nội lấy cái lô đá đó hả? Rồi. Đây nè. Nó có rớt một viên đá nha, em bán 300. Đấy, xua qua đây. Dây 500, một dây 300. Đây, hết cái lô này của chị Minh nè. Dạ. Đó, 1,5 triệu chị. Dạ, em lên combo rồi chị ấy ơi. Chị Hà Linh ơi, em lên combo rồi. Chị Tiểu Muội chị lấy rồi. Chị Tiểu Muội một năm không không đó, bây giờ đá em còn món này thôi, bỏ vô hộp lại. Hôm trước em có một cái combo đá ô ban, chị kia chỉ gom hết luôn. Yên tâm chị, trời ơi đá em bao la, em lấy lại chủ chị làm gì. Đâu rồi đá, đâu rồi ta? Đây chị có cân không, có cân không, để em cân cho chị nha, rồi về chị có việc cân lại. Đây quên tính gam chứ đi vô trọng lượng tính nặng gì. Đây đây con nha, 35,15 16 gam đây, thấy không, 35,16 gam nha. Đó về cân đi. Đó rồi 35,17 luôn rồi nè, 16, nói chung là nó đó, nó nhảy vậy thôi. Rồi về cân đi nha, yên tâm đi. Trời ơi đá em bao la, bắt này em về cái khác. Em mới bán hết combo. Em chào chị Gia Thiên, viên đá đen gì đâu chị? Đây hả, cái này nó là Oban á, Oban này em bán 700. Đây 700 viên này. Đó.
Sophie này em bán cặp này 1 triệu nha, cặp này 1 triệu nè. Đó. Em bao tự nhiên, hàng tự nhiên, còn chị nào cần kiểm định thì trả thêm phí kiểm định cho em cái này nha. Cái này em không ấy. Rồi sướng luôn chị. Cạnh cạnh bên nhà luôn, thế nào giá nó cũng gọi là ưu đãi cho hàng xóm, vừa rẻ. Mỗi hôm một mẫu, không mà viên nào đẹp quá chị hỏi nó thâu luôn, bán luôn, bán lại lấy tiền mua khác. Mua tiếp, tiền mua ủng hộ em tiếp. Trời ơi, cạnh hàng vàng là sướng. Banh đen đây, còn mấy viên banh đen nè, em bán 400k một viên nha. Đây, chị nào lên mã trước thì lựa. Em bán đồng giá. Cứ lên mã 400 đi rồi thì lựa, em còn có 5 viên thôi. Đấy, 400k một viên. Lên mã đi rồi rồi thích viên nào em lấy viên đó cho xem rồi rồi ok thì lấy. Đây, cái này hả chị? Không, cái này là nó là ô banh tự nhiên dạng nó còn thô đó. Thành ra là mấy chị nào mà thích siêu tầm đá, thích mấy cái dạng thô thô này á, hãy chốt cái này. Cái này là về để siêu tầm thôi. Còn không thì lên những dạng như vậy nè. Thì ok. Chứ còn mà muốn đẹp như dạng ô banh cắt giác mấy cái ô banh ấy á, thì nó không có dạng mà phải là đẹp xuất sắc vậy đâu. Cái này được cái là lửa nó vip thôi, lửa đẹp. À, ô banh đen hả chị? Đây, em nói mấy chị á, thích thì mấy chị lên mã 400 đi. Rồi 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 mình lựa, ưu tiên cho lựa trước. Còn mấy chị mà ấy thì chị khác lên mã rồi là em không có ưu tiên được đâu nha. Rồi, chị Hà Linh viên ô banh to nhất. Rồi, chị Gia Thiên lấy cái 700 không? Chị hỏi em cái đằng xanh đó hả? Thì cái này là lửa của nó mà. Bình thường nó màu nâu, cái màu nâu này nó đâu phải là lửa, màu nâu này là cái lớp vỏ của đá đó. Còn cái màu xanh này là lửa của nó mà. Nói chung là lửa càng nhiều càng tốt, càng đẹp. Cái này là phải mang về, mình mang vào cơ thể á, lâu ngày á, mấy cái vết nứt này nè. Nó không phải là vết nứt mà nó là cái vỏ đá nó tróc ra đó. Từ từ nó rộng ra là lửa càng nhiều càng đẹp. Nó là tự nhiên thôi. Rồi, chị gì? Dạ rồi, em chốt với viên 700 cho chị chấm vẫy tay inbox cho em nha. Chị Hà Linh lấy cái viên to nhất là cái viên nào chị? Tròn hả? Cái viên Oba này đúng không? Viên này đúng không? Viên này đúng không? Đây. Đó, mấy cái này thì 400k một viên nè. Mười một ly tư nhân cho 7,5 ly. Đây em lau cái vết tay, dấu tay em cái. Đây lửa của nó nè, thấy không, lửa đỏ nè. Đó, nó nhiều màu lắm. Đây. Đấy, viên này 400 nè. Bây giờ em lên. Rồi. Là chị Hà Linh lấy đi viên này đúng không? Ok chị.
Thì 700 nè, 700 của chị Gia Thiên. Còn này 400 của chị Gia Linh. Có chị nào lấy ô ban nữa không? Em lên tiếp cái 4 viên còn lại nè. Đây. Cũng là viên cắt giác. Đó nè, mà cái này là nó là lửa tím. Nó xanh với tím nè. Nó là màu 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 xanh xanh gì ta? Đây, màu xanh này nè. Giống như xanh ngọc nè. Xanh lá nè. Còn cái viên còn lại nhỏ hơn. Cũng vậy nè. Giọt nước nè. Này nó dính keo cái gì thôi. Mấy cái ô ban này về mấy chị, một là mấy chị phơi nắng, hai là mấy chị lên lên hàng rồi mấy chị mang vào cơ thể nó nóng á, nó sẽ lên lửa nhiều hơn nha. Đầu viên này lửa nhiều ghê luôn. Lửa tím không nè. Còn, còn do em là mấy cái viên này là em để trong phòng lạnh á, thành ra là lửa nó không không có nhiều dữ dội đâu. Cái viên này nó không cắt giác nhưng mà lửa nhiều quá ta. À, xanh mẫu vịt này chị. Nè, nè. Cái viên này lửa đẹp nè. Tím hết nguyên cả viên luôn nè. Đó. Viên này đẹp á. Nó không cắt giác. Này. Đó, 400k viên nha. Chị nào lấy thì lên mã cho em. Còn lấy hết thì 350 viên đi, 4 viên. Là 1.400.000. Viên này cũng lửa nhiều nè, viên này dạng ô banh thô nè, giống cái viên của chị hồi nãy chị chốt đó, viên 700 đó, nhưng mà viên này lửa nhiều, viên này gọi là cái bề mặt này nó không có bị phủ nhiều cái lớp vỏ kia, đây mặt sau nó thì nó phủ nè, đó. Đó nó lửa nè. Viên này thì nó ấy em nó về rẻ, bán rẻ nha. Viên này em bán 500. Viên này 500 nha. Đó. Viên này 500. Viên này tại vì nó giống như nó hình tam giác hình ấy thôi. Nó không có ra cái hình nhất định đâu. Màu đẹp. 500. Chị Thúy Hà Nguyễn chốt cái viên này. Dạ rồi. Chấm vẽ tay cho em nha chị. Cái mới nhỏ nhỏ của em nè. Cần đo không chị? Đo kích thước không? Cần đo cho. Không quên. Để về nhiều khi mấy chị nhìn trên live nó vậy đó. Ngày về mấy chị thôi thấy là hỏi sao nó nhỏ. Em cứ đo kích thước cho mấy chị nha. Đây, 14 ly 3 nè. Chiều ngang của nó là 9 ly 6. Ok nha chị. Dạ oban chị, đó oban, có nhiều gọi là opal. Nó là opal đó. Mà đây thường thường hay quen gọi oban vậy. Theo đúng tên của nó gọi là oval. Thúy Hà Nguyễn. 500.
ơn chị Hà nè. Đây nó là ô banh, nó nhiều loại lắm chị. Đây đó, đây là dạng ô banh trong nè, lửa của nó như vậy. Còn cái này cũng vậy nè, mà lửa nó là lửa màu xanh tím đó. Thấy không? Đây, cái này thì nó lửa nó đủ màu. Dạ được chị. Trong chị cứ đưa viên đá cho thợ, cái người ta nhìn theo cái kiểu người ta thiết kế, hoặc là chị lên mạng chị tìm search tìm cái mẫu nhẫn đó. Rồi cứ lên thôi. Đá nào lên nhẫn cũng được. Đây, giờ chị lên một cái nhẫn. Không có. Lên một cái nhẫn mà nó bo theo cái hình của cái viên đá như vậy nè. Đó. Đó vậy thôi. Rồi, có cái mẫu để đây. Đó. Chị thích để dọc nhiều hoặc là để rồi. Em bán đá nên em sợ mấy ngày lắm, em kê đồ em để dưới đây hết. Thành ra là nó có rớt cái gì nó cũng là rớt vô vải vô đồ, chứ nó không có rớt xuống đất. Ôi, nó rớt trong cái bịch nó rớt đi đâu rồi. Nó trôi xuống dưới rồi. Chút em lấy ra nha, để nó nằm ở dưới. Ở đây chị nhớ nè. Chút nó quên của chị. Sapphire nè, opal nè, topaz nè. Còn cái nào chưa lên, còn cái nào chưa lên. Cái này 1,5 triệu nha mấy chị, 1,5 triệu nha. Đó là bạc hiệu của ELE nè. Rồi cái viên chai này là viên chai Tahiti thật luôn nha, viên này viên thật luôn á. Đây, viên này chiều ngang của nó là 11 ly nè, chiều dài của nó thì dài lắm, dài của nó phải 10, gần 15 ly á. Bóng đẹp không tì. Đây, nó có đính mấy viên lục bảo nè, 1,5 triệu. Dây bạc của nó cũng rất là đẹp nha. Chín hai năm nè, cái hiệu nó khác ở đây đó. Hiệu với bạc ở đây nè. Cái viên hộ phách nhỏ nhỏ này, bán cái viên đây à. Cái dây thì em đính kèm thôi, dây nó không phải bạc đâu, dây nó là hàng Mỹ ký, nó bọc vàng 18 thôi. Đây một cái viên hộ phách nở hoa, cái này là bạc nha, về vệ sinh là nó đánh là nó ra lại nó là vàng á, màu 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 vàng á. Em bán 200 nha, 200. Vị trí hàng Nguyễn Thọ Mệnh Mộc. Mệnh Mộc thì thường là nó sẽ là màu xanh. Màu xanh. Nè, em có cái viên Petirot màu xanh nè. Đó. Viên này chị lấy viên này em tính 400 thôi, 400 thôi nha. Viên này nó đây nè, nhìn kỹ mới thấy thôi, bên trong đây nó sẽ có một vết rỗ bên trong đá thôi, đá tự nhiên, nó một cái vết đá tự nhiên bên trong á nè. Còn mặt chính của nó nhìn vô thì như vậy, không ảnh hưởng gì hết. Cái này 400 nè. Cái này to nha, không nhỏ đâu. Còn gì màu xanh.
thì chị lấy đá topaz nè, màu xanh nè. Còn topaz rồi thì đây em còn hai viên nè. Hai viên này, hai viên topaz VIP á, hai viên này cái màu nó đậm lắm. Nó đẹp. Còn màu xanh này nữa. Thường thì em tại em cũng không có rành mấy cái phong thủy. Nhưng mà em biết là mạng, tại em cũng mạng mộc nè. Mạng mộc thì nó sẽ hợp màu xanh. Đây. Cái này là sợi bị nêu phối với đá lam nè, đá ngọc lam nè. Đó, sợi này em bán 400. 400 nha, dây đôi. Làm kiểu gì nè. 400. Cái này nãy em like rồi nè. Này cũng màu xanh này nhưng mà nó màu lapis, màu xanh lapis. Sẽ bi nail phối với bi vàng cắt giác nè. Đây, sợi này thì 1.800.000, 1.800.000 có hộp luôn. Đẹp, hộp đẹp luôn. 1.800.000 hộp đẹp. Không chị, một viên to, một viên nhỏ, không có bằng. Hai viên đó là viên to, viên nhỏ. Có vòng 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 tay nè, có chị nào đeo vòng tay không? Mà mấy cái vòng này đi to lắm nha, nó khoảng 60 không à, 5, 8, 5, 9, 60. Đó. Không còn ba cái vòng. Rồi thôi. Xong rồi, em không còn gì nữa, em xuống like đây. Trong hàng của em nó không có nhiều đâu chị. Nhưng mà nó được cái là hàng em tuyển nó không có tùm lâm đồ. Nó không có hàng mỹ ký, hàng tùm lâm la. Hàng đẹp, hàng tốt. Nên mấy chị mua rồi mấy chị cũng yên tâm. Đây chiếc nhẫn topaz khung vàng cam 14. Chiếc này em bán 2.500.000. 2.500.000 nha. Nó nhỏ như vậy nè. Nhỏ lắm, tay nào chị nào tay nhỏ mới được nha. Như em á, khoảng tầm 4 mấy ký, 48 ký. Tay nhỏ. Rất là đẹp. Đó, viên topaz này cũng là topaz VIP luôn á. Cái màu topaz càng đậm là càng càng có giá trị. Đây có 15 thôi. Thôi xuống lại nha mấy chị. Chị nào khách mới á, chấm giùm em, vẫy tay giùm em một chấm nha, để mai em tìm mấy chị cho nó dễ. Trưa, khoảng trưa mai em mới chốt đơn. Thường thường là em chốt đơn buổi trưa, không tầm khoảng 1 mấy 2 giờ em mới chốt đơn nha. Để buổi trưa cho buổi sáng thì em phải nói chung chợ búa cơm nước. Buổi trưa lo cho hai đứa nhỏ đi học buổi trưa xong rồi em mới rảnh em chốt đơn. Rồi, em cảm ơn các chị rất là nhiều nha. Tạm biệt các chị, hẹn gặp lại các chị vào live sau. Em xuống like đây, chúc các chị ngủ ngon. Các chị rất là nhiều, chị nào cần gì thì cứ inbox cho em nha. Em có thời gian rảnh là em sẽ lên trả lời liền. Lên sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các chị. Rồi, bye bye các chị nha.